Ý niệm đối lập với tất cả người sự vật Có người hỏi tôi Cái gì là gốc rễ của vô minh? Tôi dùng mấy câu này để trả lời cho họ Chính là tập khí từ sâu nơi nội tâm của chúng ta từ vô lượng ghép đến nay Đều là muốn Khống chế Đều là muốn Chiếm hữu Đều là muốn đối lập với người Chỉ cần có những ý niệm này Những ý niệm này Ẩn đáo trong ý thức Đây không những là vọng tâm Xin thưa với các vị Đây chính là tâm của lục đạo luân hồi Cái ý niệm này bạn không trừ bỏ đi Thì làm sao bạn có thể ra khỏi lục đạo Làm sao bạn có thể khai ngộ chứ Làm sao bạn có thể hiểu được chân tướng Của nhân sanh vũ trụ Tuy là Phật đã lao tâm khổ trí Đã nói thiên kinh dạng luận Nhưng bạn vẫn không giác ngộ Nguyên nhân là tại vì sao vậy? Chính là ba câu đã nói Ở phía trước Đó chính là nguyên nhân chân thật Nếu trừ bỏ ba câu này Thì xin thưa với các vị Các vị sẽ được đại tự tại Bạn sẽ thật sự được giải thoát Trong Tam Đức Mật Tạng đã nói Pháp thân bát nhã giải thoát Ba điều này không thể xem thường chướng ngại rất nghiêm trọng cổ đức nói tu thức đạt hữu vô đây là trí huệ trí huệ chân thật những thứ nào mới có tự tánh thanh tịnh là cái vốn có nhiễm ô, mê hoặc, bất bình, vốn là không có. cho nên tất cả phiền não tập khí vốn là không có. cái gốc của phiền não tập khí Gốc rễ của gốc rễ Chính là ngã Cái ngã có hay không? Không có Trong Kinh Kim Cang nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Không những không có hình tướng Mà cả ý niệm cũng không có vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng trước tiên bạn phải hiểu rõ ràng thông suốt thì bạn sẽ không bị ngoài cảnh xoay chuyển bụng giác vốn có chúng ta khẳng định Chúng ta có thể khôi phục lại bụng giác Bớt giác vốn không có Vì nó tập khí vốn không Thì chúng ta có niềm tin Là có thể đoạn phiền não Có thể đoạn được tập khí tuy là nói như vậy nhưng mà trên thực tế thực sự là không đơn giản là do nguyên nhân gì đã nhiễm tập khí trong thời gian quá lâu quá dài rồi vô lượng kiếp đến nay đã nuôi dưỡng thành tập khí Nói trên lý là có thể đoạn Một niệm giác ngộ Thì lập tức đã đoạn rồi Trên lý là như vậy Tại vì sao trên sự thì lại khó như vậy Khó là do tập khí khó đoạn Còn dấn dương không đoạn được Giống như ngó sen tuy đã đứt đoạn rồi Nhưng tơ của nó vẫn còn Cho nên chỉ cần một niệm bất giác Phiền não tập khí lập tức khởi hiện hành Sự việc này khó công phu tu hành chính là ở chỗ này Niệm niệm phải giác Phương pháp của tịnh tông Thực tế bà nói Tuyệt vời vô cùng Không thể nghĩ bạc Cầu nam mô a di đà phật được gọi là diệu âm trong phẩm cuối cùng của kinh vô lượng thọ vì sao vậy câu vật hiệu này thâm sâu vô cùng làm thức tỉnh bản giác của chúng ta Cái này gọi là niệm Phật Cho nên mới nói Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Như thế nào mới gọi là tương ưng Là tương ưng với bản giác Bản giác thì gọi là A-di-đà A-di-đà là tiếng Phạn A có nghĩa là vô di đà là lượng phật là giác vô lượng giác vô lượng giác chính là vô sợ bất giác giác ngộ cứu cánh viên mãn đó là từ tánh vốn có của chúng ta niệm phật chẳng có gì khác Chính là đưa cái niệm giác này ra Một niệm tương ưng Cái gì gọi là tương ưng Trong câu Phật hiệu này Mà có nghi hoặc Thì không tương ưng Có sen tạp cũng không tương ưng Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta phương pháp đô nhiếp lục căng tình niệm tương tục đây là bí quyết niệm phật đô nhiếp lục căng nhiếp là thu nhiếp chính là thu nhiếp sáu căn lại đây là thuộc về giới luật nhân giới được định mắt thấy sắc chúng ta sẽ bị hình ảnh bên ngoài mê hoặc tai nghe tiếng sẽ bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài Cảnh giới rất phức tạp Sẽ quấy nhiễu bạn Tâm của bạn sẽ không thanh tịnh Tâm của bạn sẽ bị nhịp ô Cái đạo lý là như vậy Cho nên phải thu nhiếp sáu căn Cái ý này Mệnh tử cũng đã hiểu bạn xem Mạnh Tử đã từng nói Học vấn chi đạo vô tha Cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ Cầu kỳ phóng tâm Chính là thu nhiếp sáu căn Cũng chính là lời của khổng tử đã nói Không nhìn điều sai không nghe điều xấu Không nói điều trái Không làm điều quấy Cũng có nghĩa là Thương nhiếp sáu căn Đây là điều kiện phải làm trước Sau đó mới có thể làm được Tịnh niệm tương tục Cái gì gọi là tịnh niệm Tịnh là thanh tịnh không có sen tạp Không có nghi hoặc Không có hoài nghi Không sen tạp là tịnh Đây là tương ưng Có nghi hoặc Có sen tạp Thì không tương ưng Cho nên không được hoài nghi bản thân mình Bản thân mình có Phật tánh. Bản thân mình có pháp thân. Bản thân mình cùng với chư Phật Như Lai là như nhau. Trí huệ đức tướng viên mãn. Trước tiên bạn phải thừa nhận chính mình. Hiện tại tôi đang bị mê Tôi tuy là có Phật tánh Có Pháp thân Nhưng không thể hiện tiền Không khởi tác dụng Hiện tại công phu thì như thế nào Đem những thứ vốn là chẳng có Tiêu trừ nó Xả bỏ nó đi vốn là vô ngã Cái đầu tiên là trừ bỏ cái ngã Ta còn không có Thì làm gì có cái của ta thì cái của ta bạn mới có thể xả mới có thể buông xuống mới không thể chấp trước mới chân thật làm được tùy duyên mà không phan duyên tùy duyên thì tự tại phan duyên thì khổ rồi khổ vui chỉ trong một niệm Cho nên câu nói này vô cùng quan trọng. Nhận thức thông đạt hữu vô. Không những ta và cái của ta không có. Mà sáu cõi mười pháp giới cũng không có. Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay Rõ ràng trong mộng có sáu cõi Giác rồi không, không cả đại tiên Đây là nói cái gì? Chúng ta phải nên biết Đây là nói suy nhìn thấu chân thật Nhìn thấu thì mới buông bỏ Như buông bỏ thì tâm thanh tịnh hiện tiền ngay tâm bình đẳng hiện tiền ngay tâm giác liền hiện tiền ngay tâm thanh tịnh bình đẳng giác không phải có từ bên ngoài là cái vốn có từ nơi tự tánh là tánh đức phương hiển đã nói ra phía trước là cái điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai duyên tu dạng hạnh. 84 ngàn pháp môn, vô mô lượng pháp môn. Có cần tu hay không? Tùy duyên mà tu không phải phan duyên mà tu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc với tất cả người sự vật tiếp xúc là đã có duyên đây là ta người lưỡng lợi hiện nay người thông thường trong xã hội gọi là gì là vô tư cống hiến lời nói này nghe cũng hợp lý vô tư chính là tự lợi không vì bản thân mình cống hiến là lợi tha Chúng ta xem Thích Ca Mâu Ni Phật Chính là tấm gương tốt nhất Cho chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật Có bốn tướng hay không? Có bốn kiến hay không? Cả thảy đều không có Thích Ca Mâu Ni Phật có duyên tu dạng hạnh hay không? Có Trong cuộc sống hàng ngày Từ suy nghĩ Cho đến lời nói hành động Chẳng có một chút lỗi lầm nào Đây là gì? trì giới ba la mật Không có lỗi lầm Đối nhân sự thế tiếp vật Đều có thể làm một cách rất là viên mãn Phải thông suốt, phải học tập đối với người thiện thì tôn kính bố thí cúng dường đối với người ác thì cũng tôn kính giống như vậy cũng bố thí cúng dường bạn có thể nhìn ra không bố thí cúng dường cho người thiện lễ kính xưng tán cúng dường đối với người ác thì sao người ác thì cũng vậy lễ kính sám hối cúng dường Ngài đã làm được rồi Thật sự là làm được rồi Không nhớ ác cũ Không ghét người ác Niệm niệm Đều phải giúp đỡ người ác Quay đầu Giúp đỡ người ác Sám hối Giúp đỡ người ác Giác ngộ vì sao vậy trong suy nghĩ của ngài là không có người ác ngài biết là tất cả chúng sanh vốn là thành phật cổ thánh tiên hiền gọi là tánh người vốn thiện nhưng chi sơ tánh bổn thiện tất cả những điều bất thiện là do họ làm hư hoại đó không phải là bản tánh của họ bản tánh là cái vốn đã có cái hư hoại đó là tập tánh tập tánh vốn là không có phía trước đã nói tu đạt hữu vô hết thảy tất cả những bất thiện vốn là không có hết thảy tất cả thiện hạnh vốn là đã có bạn không xem trọng cái vốn có của họ mà đi xem trọng cái vốn không có của họ vậy là bản thân mình sai rồi họ không có sai ta đã sai tu chính là tu cái điều này cho nên tu hoàn toàn là tu cho bản thân mình chứ không phải tu cho người khác tu bản thân mình thì mới cảm động người khác cho nên tự lợi rồi sau đó mới có thể lợi tha sự lợi tha này là điều tự nhiên không phải là cố ý tự độ rồi sau đó mới có thể độ tha cũng là điều tự nhiên Người khác nhìn được, nghe được, tiếp xúc được thì tự nhiên sẽ cảm động. Đạo lý là ở chỗ này. Phật đã làm tấm gương cho chúng ta. Bồ Tát đã làm tấm gương cho chúng ta tổ sư đại đức cũng hiện thân mà làm tấm gương cho chúng ta thời cận đại là cư sĩ lý bỉnh nam nhiều lần khuyên bảo chúng ta nên học theo đại sư ấn quang đại sư ấn quang trụ thế chỉ làm có một việc hoằng pháp lợi sanh chỉ là làm một việc này. nhiều cách gì để hoàn pháp tùy duyên. vào lúc đó phương pháp hoàn pháp có hiệu quả nhất là văn tự đại sư ứng quang đã trả lời rất nhiều người học Phật Những vấn đề khó khăn Thì dùng thư từ để trao đổi Sau này Có một số Cư sĩ có tâm tốt Họ biết được Lời nói của Lão Pháp Sư chính là kinh điển nên cho đăng tải trên các tờ báo tạp chí để tuyên truyền rộng rãi cho nên hồi tập lại thành văn sao hầu như văn sao toàn là những lá thư sau này có rất nhiều người xin lão pháp sư đặt tựa một số tác phẩm hiện nay trở thành toàn tập chánh biên tục biên tam biên ngoài việc làm chuyện này ra trong tâm của lão pháp sư đối với cảnh tượng của thế giới này thì ngài không chấp vạn duyên buông xuống đường chủ trong niệm phật đường của chúng ta thường nói buông xuống thân tâm thế giới đại sư ấn quang đã làm được điều này Cái gì Ngài cũng chẳng có Đều buông bỏ sạch sẽ Cúng dường của thập phương rất nhiều Lão Pháp Sư được người thế gian Cung kính Cho nên cúng dường nhiều vô cùng Ngài lấy của cúng dường này xây dựng một hoàng hóa xã, hoàng là hoàng pháp, hóa là giáo hóa chúng sanh, xây dựng một hoàng hóa xã, chính là nơi phổ biến kinh phật. Dùng số tiền cúng dường để làm việc này chỉ là làm một công việc này. Những công việc khác là là pháp sư không làm. ngài đã làm một tấm gương cho chúng ta trong xã hội tai nạn rất nhiều nhưng cứu thế từ thiện ngài cũng không làm gặp phải tai nạn to lớn thì ngài rút ra một phần kinh phí in kinh để cứu trợ trong pháp hội hồ quốc tiêu tai thượng hải trong buổi diễn giảng đó tôi đã nhìn thấy sự việc này là thuần tịnh thuần thiện không xen tạp những thứ khác sau đó thì bạn mới có thể thế hồi được cũng chính là tưởng tượng được tâm của tổ sư thanh tịnh như vậy lương thiện như vậy hôm trước có đồng tu trích lục vài điều giáo huấn liên quan đến người xuất gia chúng tôi cùng với những vị đồng tu cùng chia sẻ với nhau thế giới ngày nay có sự thay đổi rất lớn so với lúc ngài còn tại thế lúc ngài còn tại thế không có truyền hình không có đường truyền internet không có khoa học kỹ thuật giống như hiện nay Chúng ta ngày nay sống trong thời đại này Chúng ta duyên tu dạng hạnh như thế nào? Những phương tiện này tốt Phương tiện thì không có thiện ác, không có thị phi Chúng ta nên sử dụng những phương tiện này Trước đây Lão Hòa Thượng đã dùng kỹ thuật in ấn Hiện nay chúng ta vận dụng những phương tiện kỹ thuật cao này loại khoa học kỹ thuật cao này các vị nên biết truyền hình vệ tinh chỉ có thể dùng để tuyên truyền là phương tiện để mở rộng sự ảnh hưởng chân thật tu học Tốt nhất vẫn là sách vở Hiện nay tuy là có đĩa ghi hình Bạn có thể học tập từ máy vi tính Nhưng mà có người ngồi đối diện với màn hình Thời gian lâu dài nhất định sẽ ảnh hưởng đến thị lực Không những thị lực bị ảnh hưởng mà não nhất định cũng bị ảnh hưởng điều này có lợi mà cũng có hại điều lợi hại này chúng ta phải nên phân biệt cho rõ ràng cho nên dùng màn hình để dạy học tôi cảm thấy mỗi ngày không thể dùng quá hai giờ đồng hồ nếu vượt quá hai giờ đồng hồ thì đối với cơ thể nhất định sẽ có hại không nên vượt quá hai giờ đồng hồ giống như chúng ta xem địa hình thì nên xem như thế nào vẫn phải dùng sách vở nên đọc sách sách vở in ấn vẫn là chiếm một phần quan trọng lên lớp nghe giảng chủ trương của tôi là nghe máy ghi âm không cần xem hình ảnh nghe tiếng thu âm không cần xem hình ngược lại thì dễ tập trung hơn Cho nên trong lúc lên lớp dạy học Tốt nhất là dùng máy ghi âm Hình ảnh sẽ làm phân tâm Nghe Trong Kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Văn Thù Vì chúng sanh thế giới ta bà Đã lựa chọn viên thông ngài chọn là nhĩ căn mà không chọn nhãn căn thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn nghe thì có thể nhắm mắt lại nghe tâm liền định dùng tâm thanh tịnh dùng định tâm để nghe dĩ dàng khai ngộ mắt mở ra nhìn khắp nơi thì sẽ khởi vọng tưởng thì liền sanh ra sự chướng ngại đối với sự khai ngộ của chính mình điều này không thể không biết cho nên tôi không thích xem hình ảnh bốn mươi mấy năm nay không có xem truyền hình băng hình tôi cũng không xem rất là ít thật sự là thỉnh thoảng một tháng xem một hoặc hai lần thời gian rất ngắn chúng ta ở thế gian này tiếp nhận cúng dường của tất cả đại chúng Bất luận là bạn làm ngành nghề gì Bạn không thể rời xa xã hội này Cho nên Ân của chúng sanh Sống một ngày Sống cả đời Thì bao nhiêu người vì bạn mà phục vụ bạn có gì để đền đáp ân của tất cả đại chúng phải luôn nghĩ đến điều này chúng ta tu đức có công cái công đức này đem hồi hướng chính là đền ân tu đức không có công thì lấy gì để báo ân Điều này phải luôn để ở trong tâm. Chúng ta làm một công việc nào đó. Đây cũng là một nghề nghiệp. Xuất gia tu hành cũng là một nghề nghiệp. Nên biết cái nghề nghiệp này là giáo dục xã hội. Học phi nhân sư, hành vi thế phạm tư tưởng lời nói, nhất cử nhất động của chúng ta đều có thể làm mẫu mực cho xã hội, có thể làm tấm gương tốt cho xã hội. Bạn có thể tiếp nhận cúng dường của đại chúng. Mọi người cúng dường cho bạn, bạn thay thế xã hội mà cống hiến. Nếu như bạn vẫn còn phiền não tập khí, làm hình ảnh không tốt cho xã hội. Hình ảnh tiêu cực thì tội của bạn rất nặng. Thích Ca Mâu Ni Phật đã cống hiến một cách viên mãn ngài tiếp nhận cúng dường của đại chúng rất ít vì ngài biết tiết phước không có một chút lãng phí nào đã là một tấm gương tốt cho chúng ta chúng ta phải thể hội được phải biết học tập ngày nay thế giới này động loạn tai nạn liên tục những người học Phật chúng ta nên làm gì để cống hiến Đạo lý ít nhiều cũng phải hiểu một chút cảnh chuyển theo tâm chúng ta nhất định phải làm một người thiện tâm chúng ta thiện, tư tưởng thiện, lời nói việc làm thiện, thì có thể chuyển cảnh giới. Tuy là rất nhiều chúng sanh điên đảo mê hoặc làm ác, họ đã làm cái thế giới này thay đổi xấu đi. Ta phải thuần tịnh thuần thiện, làm cho cái cảnh giới này xoay chuyển trở lại. Đây chính là cống hiến cho xã hội đại chúng. nếu như chúng ta vẫn chưa bỏ tham sân si vẫn còn tạo ác bạn không những là tội nhân trong nhà phật mà còn là tội nhân của xã hội đại chúng xã hội đại chúng là mê hoặc tạo tội mà không biết còn bạn biết mà vẫn còn cố tình phạm tội bạn đã học qua thánh giáo thì bạn đã biết đã hiểu rõ nếu cố tình phạm thì tội sẽ nặng thêm Khai thị của Ấn Tổ rất hay Điều là chân tướng sự thật của thời hiện nay Hy vọng là chúng ta đem lời khai thị này Lời văn không dài Đọc trong thời khóa tối và sáng Thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình không tái phạm lỗi lầm quả báo của việc tái phạm lỗi lầm nhất định là ở trong tam độ nhất định là ở trong địa ngục cho nên điều thứ hai nói một cách đơn giản là chúng ta phải cống hiến thứ ba là đại từ bi vi bổng hằng nghĩ vận độ vi hoài nhất định phải có tâm đại từ bi từ bi chính là tâm yêu thương nhà phật không nói là ái vì sao vậy e là người thông thường nhìn thấy chữ ái này sẽ hiểu lầm ý nghĩa đi trong cái ái này là có tình đó là bất thiện từ bi là yêu thương trong từ bi có trí mà không có tình điều này là chính xác cho nên từ bi là tâm yêu thương có lý trí thêm vào đại từ bi trong tâm yêu thương có lý trí thì không có phân biệt không có chấp trước nhất định là không có tình yêu thương thiên dị là lấy tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng thương yêu đối với tất cả chúng sanh thương yêu thời đất dạng vật trong nhà Phật thường nói Từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Phía trước đã nói Duyên tu dạng hạnh chính là phương tiện Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Hiện ra cho mọi người nhìn thấy đó chính là từ bi phương tiện vĩnh hằng không gián đoạn vận độ là thí dụ vận là vận chuyển độ là độ thoát hay nói cách khác là đem những điều đã tu học được nói theo cách này hiện nay là những tâm đắc mà chúng ta tu học được chia sẻ cho tất cả đại chúng cùng hưởng chính là trong giáo lý đại thừa phật thường nói là vì người diễn thuyết Diễn là biểu diễn Thể hiện cho mọi người xem Thuyết là giảng giải, thuyết minh Vì tất cả chúng sanh diễn thuyết Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Cả cuộc đời của Ngài thì hiện là biểu diễn Thể hiện ra cho chúng ta xem mỗi ngày dạy học là diễn thuyết phật dạy cho các học trò thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết bản thân ngài đã làm tấm gương cho chúng ta xem Chúng ta phải lưu ý Phải tỉ mỉ mà thể hội Phải nghiêm túc học tập Làm học trò chân thật của Thích Ca Mâu Ni Phật Vậy thì bạn đã có đủ vô lượng công đức Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì đâu có cái đạo lý không được giảng sanh A Di Đà Phật nghe nói bạn là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ quan nghiên bạn nhưng mà phải làm học trò chân thật của Thích Ca Mâu Ni Phật không nên làm học